Xuân Hùng ô tô xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Xuân Hùng vừa mới lấy về một chiếc xe Mazda thì quay lên và review cho các bác luôn. Trước mắt các bác đây là một chiếc Mazda 3 đời 2009 với phiên bản số tự động. Con này là phiên bản máy 1.6 nhá. Cho nên là 1.6 thì là cái dòng xe mà rất là hiếm. 2.0 thì rất nhiều nhưng mà 1.6 thì ít. Một chiếc xe biển 98 màu đen. Và các bác đây, nhập khẩu nguyên chiếc nhá. Vâng ạ, chào các bác, em Xuân Hùng ô tô, chuyên mua bán ô tô cũ trên toàn quốc và có địa chỉ giao dịch tại Lam Trung, Nam Sách, Hải Dương. Và đây em đang quay tại khung cảnh chợ đấy ạ. Có rất nhiều xe các bác nhá, từ cái dòng xe từ vài chục triệu thôi trở lên đều có cả. Đây ạ, em sẽ quay một vòng xung quanh. Các bác nhìn thấy một chiếc Mazda này là đời 2009 với phiên bản số tự động. Máy 1.6, cái mà dòng máy 1.6 này thì chạy nó sẽ ngon và tiết kiệm cũng như là bền bỉ hơn cái dòng máy 2.0. Con này được trang bị số tự động đấy, rồi có cả cửa lock nhá các bác. Có cửa lock. Thì một chiếc xe này đang chào bán cho các bác với giá là 280 triệu đồng mà thôi. Đó, 280 triệu đồng cho một chiếc xe Mazda 3 đời 2009 phiên bản số tự động máy 1.6. Đây ạ, một chiếc xe màu đen nhá, các bác nhìn nó quá đẹp luôn. Thực sự ra mình Mazda thì từ ngày xưa nó đã đẹp rồi. Độ thất con này còn nguyên zin hết ạ. Đây nhá, quay cho bác chị kỹ luôn này. Về cái tắp ly tắp lô cũng như là các cái tem mác này, các tem mác này của Mazda nhé. Mazda nhập con nào cũng có cái tem mác này, 4 cánh, 5 cánh luôn, kể cả cabo luôn nó nhá. Đấy là cái tem mác riêng của kia của Mazda. Đây, sẽ cho các bác xem về nội thất này. Nội thất sạch sẽ đẹp đẽ và có màn hình Android. Có màn hình Android nhá. Cái này là chủ nhà vừa lắp xong. Bên em cũng vừa mua được chiếc này về và đang chào bán cho các bác là 280 triệu đồng nhá. Giá có thương lượng cho chút được. Đấy, ghế da còn nguyên zin này, cũng chưa phải làm lại ghế da. Từ các cái con ốc rồi thì các cái khóa cửa nó còn vàng óng này, bác ấy yên tâm nhé. Một chiếc xe đẹp, bao đẹp, bao chất lượng cho bác luôn. Xe bao zin, máy số keo chỉ cột kèo bao zin hết. Một chiếc xe về chỉ việc đi thôi. Đây là các bác này, tem riêng của Mazda này, con nào cũng có hết nhé. Đấy các bác, không mất một cái tem nào luôn. Đấy, Mazda 3 đây, các bác có thể nhìn qua cái táp ly táp lô của nó đẹp vô cùng luôn, không có một vết xước gì. Ghế da còn nguyên zin theo xe đây ạ. Nhà ghế da nguyên zin theo xe này, trần cũng là trần đẹp, trần lý nguyên bản, xe có cửa sổ trời nhé, có cửa sổ trời đấy ạ. Một lát nữa quay sang kia em sẽ cho các bác xem về cửa sổ trời. Con này được trang bị la răng đúc 4 bánh, phanh đĩa phanh ABS 4 bánh này, lốp đẹp dày đẹp, sơn màu đen thì không có một vết xước. Là biển 98 Bắc Giang các bác ạ. Biển 98 Bắc Giang thì các bác nào ở Bắc Giang thì chúng ta có thể là hợp lý hơn, chiếc xe này về không phải làm gì cả. Muốn sang tên đổi chủ nó cũng dễ các bác nhá. Màu đen sơn đẹp và la răng đúc đấy, phanh ABS 4 bánh nhá, lốp láp còn dày. Con này thì không phải nghĩ rồi, quá đẹp và chất lượng rồi. Tất cả bao zin, đây tất cả các cái tem mác của nó đây còn nguyên zin hết này. Táp ly táp lô đẹp như thế này các bác nhá. Đấy, ghế da ngon lành luôn. Đã, ghế da sạch sẽ ngon lành luôn này. Một chiếc xe khá đẹp. Còn nguyên zin hết nhá. Và với cái dòng Mazda này hàng nhập khẩu thì chạy rất là ok luôn, chắc chắn và cửa đóng rất chắc nhá. Đấy các bác thấy, sơn xi thì đứng ở ngoài có thể soi gương được, rất đẹp. Đây ạ, các cái tem mác đây nó phải còn nguyên zin thế này thì những con xe thế mới là nguyên zin. Con này thì bao zin 100% luôn, xe tư nhân và biển 98 Bắc Giang nhá. Thì các bác đang có nhu cầu mua chiếc này có thể alo cho em Xuân Hùng theo số điện thoại 0789 323 799 hoặc là 0896 108 883. Em đã có hai số và hai số đều là hai số dùng Zalo cả nhé. Vô lăng túi khí bàn phím đẹp này. Đây em cho các bác xem về mức độ hoạt động của cửa sổ trời. Đấy nhá, cửa sổ trời đấy ạ. Đấy, cũng bấm một bấm thôi là di chuyển thôi. Đấy nhá, với cái dòng này đó, là còn rất là nguyên. Và đây trần cũng còn gần như mới tinh luôn. Đấy, bây giờ ta bấm vào. Bấm vào thì phải giữ thôi nhá. Đấy, bấm ra thì một nháy thôi, bấm vào phải giữ. Đấy, đây là đèn bật này. Đấy. Màn hình Android to, con này vừa lắp màn hình xong. Nha, chủ nhà lắp màn hình mất lắp cái này mất 5 triệu rồi. Đấy, điều hòa mát. Và đây em sẽ cho các bác xem về cái hình ảnh tách lu này. Nó sẽ chạy được là 16 vạn rồi. Đấy các bạn, 16 vạn nha. Chuẩn chỉ luôn. 16 vạn km. 2009 xe đẹp. Và bây giờ thì em sẽ ra ngoài và cho các bác xem phần vỏ. Có nhá, đây đóng hết cửa và cho bác xem form này. Form của Mazda này cũng khá là chất lượng luôn. Sơn thì bóng soi gương được, không phải nghĩ ngợi gì rồi.
và một chiếc xe form dáng nó là bóng sedan nhưng cũng khá là chắc chắn và đẹp. Đây các bác thấy màu sơn nó thực sự là quá đẹp luôn ạ. Sơn bóng như xe mới tinh nhá, la răng đúc lốp mới cả dàn, đèn gầm, đèn pha được trang bị đèn bi sa lông, hai quả bi sa lông luôn nhá, đèn gầm sáng này các bác này, đấy đèn gầm sáng nhá, tất cả các cây mắt pha rồi cái mặt ca lăng ở dưới được đẹp hết này, không có bị va chạm đâm đụng gì, mắt đèn đây ạ, đấy mắt đèn bi sa lông hai bên nhá, hai quả bi sa lông luôn và mắt đèn dưới thì còn sáng. Nhựa sơn xi đẹp, con này thì cực kỳ chất lượng rồi. Đây em xem đóng cửa lốp vào cho các bác xem. Con này còn có cả một cái cam ở đây nhé các bác nhé. Đấy, có hệ thống cam đây. Hệ thống cam đây là tránh điểm mù này. Ở đây bên này là điểm mù này. Thì khi chúng ta mà rẽ sang bên này thì nó sẽ tránh được cái điểm mù đấy. Đấy, 2009 nhá, xe thì đẹp long lanh rồi. Không phải nghĩ rồi. Quá chất lượng cho một chiếc xe Mazda luôn. Em quay một vòng rồi sẽ quay máy cho các bác tiếp này. 2009 với phiên bản số tự động, máy 1.6 nhé. Đây các cái đèn pha, đèn hậu của nó cũng rất là đẹp. Đấy, ẩn sâu vào trong nhìn rất là hầm hố luôn. Mazda 3S nhé. Đây em sẽ mở máy và cho các bác xem máy đây. Máy con này thì là máy 1.6 cho nên là nó chạy cũng khá tiết kiệm nhiên liệu thôi. Sơn thì có thể soi gương được. Một chiếc xe đẹp như vậy thì các bác yên tâm nhé. Đây ạ, máy 1.6 và 4 máy. Thì với cái chiếc Mazda này máy chạy là cực lành luôn. Lành mà máy rất là ổn định, không bị hay không bị trục trặc cái gì cả. Đấy, một chiếc xe còn nguyên zin hết nhá, từ keo chỉ cột kèo này. Đây ạ, đây cả những cái biển, cái mác của nó vẫn nguyên zin này. Đấy, đấy nhá, vẫn nguyên zin. Tất cả 5 cánh luôn. Bên cạnh thì cũng có là mặt zin của nó nhé, mặt zin của Mazda đấy. Thì các bác ạ, là những chiếc xe zin như thế này thì chúng ta không phải lo lắng suy nghĩ nữa rồi. Đấy, máy móc chất lượng và khung sườn đẹp luôn. Vâng thưa các bác, thì một chiếc xe Mazda 3 2009 với phiên bản số tự động máy 1.6 em vừa quay chi tiết trong ngoài cũng như máy móc cho các bác xem rồi. Các bác nào đang có nhu cầu thì alo cho em Xuân Hùng nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.